Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có các nội dung. Mục Muôn mặt đời sống là chung phóng sự về những tác động của các thiết bị công nghệ tới mối quan hệ, sự kết nối của các thành viên trong nhiều gia đình hiện nay. Mục Nét đẹp xứ Nhãn là câu chuyện về bác sĩ Nguyễn Văn Tú, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Với niềm đam mê các trò chơi dân gian, anh đã tổ chức nhiều buổi chơi trò chơi dân gian miễn phí cho các cháu nhỏ trong gần một năm qua. Cuối chương trình là mục chuyện làng quê với phóng sự về hiệu quả của câu lạc bộ liên thế hệ tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong thời đại khoa học kỹ thuật lên ngôi như hiện nay, hình ảnh trong nhiều gia đình khi người lớn cúi xem điện thoại, trẻ con ngồi xem máy tính, tivi mà không nói chuyện với nhau có lẽ đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc. Trong nhiều gia đình, việc giao tiếp nói chuyện với nhau dường như trở nên khó khăn hơn rất nhiều từ khi công nghệ lên ngôi. Chơi điện thoại, ăn điện thoại, ngủ cũng điện thoại là hình ảnh thường thấy ở rất nhiều nơi. Kể từ khi chiếc điện thoại thông minh ra đời, nó dường như đã trở thành bạn thân của nhiều người ở mọi lúc, mọi nơi. Mình cứ sử dụng điện thoại nhiều nó cũng có bị cuốn đi á. Nhiều khi mà ngồi cạnh nhau á, cũng sử dụng phương tiện thông tin là để nhắn tin cho nhau. Bố cháu, mình cháu rất là dùng điện thoại. Với công việc của tôi thì yêu cầu phải có cả điện thoại, cả iPad. Thế là về những thiết bị công nghệ số là dùng rất là nhiều. Thường thường thì khi buổi tối về chỉ 5-10 phút ngồi với con một lúc. Và trên mâm cơm ngồi tầm khoảng 30 phút. Là sau đó lại phải bắt đầu vào công việc vào buổi tối. Không thể phủ nhận ngày nay, con người có thể có cả thế giới trong lòng bàn tay nhờ các thiết bị số thông minh. Từ tin tức, các nội dung giải trí, tới học hành, kết nối công việc. Thế nhưng, cũng chính vì nó quá hấp dẫn mà nhiều người đang lạm dụng, thậm chí nghiện, để rồi dần mất kết nối với chính hiện thực cuộc sống, với chính những người thân đang hiện hữu thật sự ngay bên cạnh mình. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề hôm nay của chúng ta chính là làm thế nào để kết nối mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trong thời đại khoa học công nghệ. Và để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây Thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Minh Trang, phòng tâm lý học đường của trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Dạ, xin chào chị ạ. Vâng, thưa chị, việc là giữ được những cái mối quan hệ, những cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình thì có tầm quan trọng như thế nào? Thật ra thì thời nào cũng thế thôi. Bản chất của con người là mang tính xã hội, có nghĩa là phải có sự tương tác với những cái người khác, một là trong gia đình, thứ hai là với các cái mối quan hệ ngoài xã hội. Chúng ta luôn luôn phải đề cao cái tầm quan trọng của cái việc là có cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Bởi vì nếu như không có cái sự kết nối đó thì bản thân mỗi thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy là mình giống như là mình đang cô độc ngay trong chính cái gia đình của mình. Vâng, vậy thì với trẻ con thì sao ạ? Cái việc mà giữ được kết nối giữa trẻ con với bố mẹ chúng thì có cái tầm quan trọng như thế nào? Đối với trẻ em thì cái sự kết nối này nó lại còn quan trọng hơn rất nhiều. Là bởi vì là các con đang trong giai đoạn phát triển và đang trong cái giai đoạn mà học hỏi từ cái môi trường xung quanh. Mà cái mà các con học được về tư duy, về kỹ năng sống, về thái độ sống, về đạo đức đầu tiên là trong môi trường của gia đình. Con cái nhìn bố mẹ để học tập. Và nếu như có cái sự tương tác qua lại giữa bố mẹ với con cái thì cái việc mà các con học được những cái điều tốt đấy nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bản thân các con cảm thấy là mình luôn được động viên, khích lệ kịp thời để các con có thể là hòa nhập với cái thế giới bên ngoài. Bạn nào mà có được một cái mối, có những cái mối quan hệ trong gia đình nó thuận lợi, nó tốt đẹp ấy, thì những bạn trẻ đó thường là ra ngoài các con rất tự tin và hòa nhập được với cái môi trường bên ngoài rất là nhanh. Dưới góc độ là một nhà tâm lý học thì theo chị, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ hiện nay có những cái tác động như thế nào đến mối quan hệ giữa các thành viên trong các gia đình? Nó có hai mặt, cả mặt tích cực. Ví dụ như là những cái nguồn thông tin mà được mọi người tiếp cận rất là nhanh. Đối với tất cả các thành viên trong gia đình có thể tham khảo được các cái nguồn tài liệu học tập hay là phục vụ cho công việc. Và thứ hai nữa là khoa học công nghệ, nó giúp cho người ta xóa nhòa những cái khoảng cách. Ví dụ như là gia đình có những người đi xa chẳng hạn,
là hoàn toàn có thể là thông qua mạng xã hội và thông qua các cái phương tiện công nghệ thông tin có thể kết nối được với nhau, có thể duy trì được các cái mối quan hệ. Khi mà người ta sử dụng một cách quá mức cần thiết, dành quá nhiều thời lượng cho phụ thuộc vào khoa học công nghệ thì nó lại cũng có những cái ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh hưởng tiêu cực ở đây nó có thể thể hiện ở chỗ là khi mà các thành viên trong gia đình đều có thói quen sử dụng các cái thiết bị khoa học công nghệ đấy và sử dụng một cách quá mức, thì mỗi thành viên lại phụ thuộc vào cái thế giới ở trên, ví dụ trên mạng xã hội chẳng hạn, hoặc là trẻ em thì nghiện game chẳng hạn, thì cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình nó sẽ ít đi vì quá nhiều thời gian dùng cho công nghệ thông tin, dùng cho mạng xã hội rồi thì không còn có thời gian để kết nối thực tế với nhau nữa. Và đấy là cái mà dẫn đến các cái mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình có thể bị rạn nứt, hoặc cũng có thể là làm cho người ta cảm thấy là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Vâng, vợ chồng có thể không hiểu nhau khiến gia đình rạn nứt. Trẻ con không được kết nối với bố mẹ có thể thiếu tự tin, e dè và nhiều biểu hiện tâm lý khác, chính là những hậu quả tiêu cực nếu như sự kết nối trong gia đình bị mất đi. Và để cải thiện tình trạng này, cách duy nhất là các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian sống thực sự cùng nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn về thăm gia đình anh Cao Chí Hoàng ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, một gia đình hiện đang duy trì tốt sự kết nối giữa ba thế hệ thông qua những khoảng thời gian vui chơi cùng nhau. Được nghỉ cuối tuần, anh Cao Chí Hoàng cùng các thành viên khác trong gia đình lại ngồi cùng làm đồ chơi cho hai con gái nhỏ. Ngày hôm nay, hai bé được ông nội và bố mẹ làm tặng những chiếc diều và những đồ chơi từ phế liệu trong nhà. Được tự tay tham gia hỗ trợ ông và bố mẹ, hai bé rất hào hứng. Con thích đi chơi thỏ diều mấy cả bọn tù tì, con thích chơi nhiều thỏ lắm. Và lúc bố con được nghỉ đây là bố con đi thỏ diều. Với cái sự phát triển của công nghệ ấy, thì bây giờ thì nói chung là mình thấy là với nhiều gia đình thì cho con cái điện thoại hay là cái iPad để chơi, sau đó thì để bố mẹ làm việc thì nó đánh mất nhiều cái giá trị mà mình nghĩ là ngày xưa tuổi thơ của mình có những cái trò rất là vui. Nên là mình luôn luôn là muốn tạo cho con mình cái niềm vui của trẻ thơ như là cái thời của mình. Rõ ràng là với cái những cái hoạt động mà có cả nhà, cả bố mẹ và các con, thậm chí là cả ông bà tham gia nữa, thì là đầu tiên mình cảm nhận là gì, các con rất là yêu quý ông bà bố mẹ. Và thứ hai là khi mà chơi với nhau thì các con sẽ có những cái trải nghiệm mà có thể nói là nếu mà với cái thiết bị thông minh thì các con không thể nào có được. Thời gian trong tuần bố mẹ đi làm, ông bà của hai bé My và Diệp cũng hạn chế cho cháu xem TV mà hướng dẫn các cháu làm việc nhà, cùng sáng chế đồ chơi và nói chuyện nhiều với trẻ. Thông qua các hoạt động này, các bé trở nên gắn kết và biết yêu kính ông bà, cha mẹ. Người lớn trong gia đình cũng vì vậy mà thường xuyên trao đổi thông tin được cùng nhau. Bây giờ nhiều nhà cho các cháu chơi điện thoại, thế nhưng mà riêng gia đình nhà tôi thì cũng có nhưng mà rất ít. Thì còn tôi sẽ dùng các đồ chơi này, các thứ hoặc là nó xếp hình các cái để cho các cháu nó chơi. Thì nó sẽ chuyển đổi, chơi hết cái lọ này chơi cái kia cho nó đỡ chán. Chứ còn tivi mà dùng nhiều thì là cũng không tốt. Chơi cùng nhau, làm việc cùng nhau, nói chuyện với nhau chính là cách khiến các thành viên trong gia đình anh Hoàng gia tăng kết nối. Một điều tưởng chừng rất dễ nhưng cũng lại rất khó đối với nhiều gia đình, nhất là những gia đình trẻ hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, là một bác sĩ hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi, anh Nguyễn Văn Tú ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên lại tổ chức các buổi chơi trò chơi dân gian cho các con và các cháu nhỏ. Gần một năm duy trì đều đặn, những buổi chơi trò chơi dân gian do anh tổ chức đã thu hút được nhiều bậc phụ huynh đưa con đến tham gia. Hơn nửa năm qua, đều đặn cứ 2 tuần một lần, cháu Hải Long ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên lại được mẹ cho ra đường Tuệ Tĩnh, phường An Tảo để tham gia các trò chơi dân gian cùng bác sĩ Tú. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Tú, mỗi buổi, Long và các bạn tới đây chơi lại biết thêm vài trò chơi dân gian. Con rất thích chơi ở nhà chú Tú, như là các trò chơi dùng lá lên mây, nhảy dây, cá sấu lên bò. Khi mà chơi ở đây con cảm thấy rất vui ạ. Tuần nào mà bác sĩ tổ chức ấy, em đều cho cháu ra tham gia đầy đủ.
vì thực ra các cháu cũng rất là thích tham gia các cái hoạt động của chú Tú tổ chức, là một phụ huynh luôn đồng hành cùng với lại chú, luôn cổ vũ các cái trò chơi mà chú đã tạo ra cho các con. Cũng giống như Hải Long, bé Tuyết My ở phường Yên Nam cũng đã gắn bó với mô hình trò chơi dân gian của bác sĩ Tú hơn nửa năm nay. Mỗi khi tới dịp tổ chức, bé đều háo hức tham gia và tự mình trải nghiệm các trò chơi cùng các bạn. Ủa, các bạn vui lắm kìa. Bác Tú đây tổ chức trò chơi dân gian này hoàn toàn miễn phí và không thu hút phí gì, mà còn có quà cho các con mang về. Mình nhớ lại các trò chơi ngày xưa mình hay chơi, bởi vì bây giờ ngày xưa thì không có các mạng internet cả điện thoại như bây giờ, các con bây giờ hay xem điện thoại, cho nên là mình các cái tổ chức các trò chơi này nên mình rất ủng hộ. Yêu thích và đam mê các trò chơi dân gian, lại mong muốn nhiều trẻ em có thời gian thư giãn bổ ích. Từ giữa năm 2022, anh Tú đã nảy ra ý định và thực hiện mô hình tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian. Chỉ là một tấm bạt trải trên vỉa hè, một chiếc loa nhỏ, tất cả người lớn trẻ nhỏ quây quần bên nhau và chơi các trò chơi. Tại đây, hàng loạt các trò chơi dân gian đã được tái hiện như rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, chơi chuyền. Tôi nhận thấy là trẻ con bây giờ thật sự là có cái ham muốn được chơi đấy, nhưng mà trẻ lại không có thời gian và không ai dạy cho trẻ được chơi. Tôi thấy là các trò chơi dân gian như ngày xưa thời còn bé chúng tôi chơi rất là hay, giúp cho trẻ khám phá được rất là nhiều điều bổ ích. Bận bịu với lịch làm việc dày đặc tại bệnh viện, anh Tú hiện chưa thể tổ chức nhiều hơn các buổi chơi cho các cháu nhỏ. Anh hy vọng trong thời gian tới có thể kết nối thêm với nhiều người cũng mong muốn lưu giữ các trò chơi dân gian, đồng hành cùng anh tổ chức nhiều hơn nữa các buổi chơi trò chơi ở những điểm khác nhau, để trẻ nhỏ thật sự có những khoảng thời gian chơi thư giãn, thú vị và hữu ích. Được thành lập từ năm 2019, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động là một trong ba câu lạc bộ điểm của Hưng Yên, đến nay vẫn duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả và đã thực sự trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi đơn thân. Bên cạnh nhiệm vụ chính giúp thành viên sống vui, sống khỏe, câu lạc bộ còn có những đóng góp thiết thực vào sự thay đổi của địa phương. Đây là xưởng may của gia đình chị Nguyễn Thị Lan, một thành viên tham gia câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Duyên Yên. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, nhờ có nguồn vốn vay của câu lạc bộ và một số hội viên có điều kiện, chị Lan đã đầu tư mở rộng sản xuất. Đến nay, xưởng may của chị hàng tháng cho doanh thu khoảng 200 triệu đồng, tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định từ 5 tới 6 triệu đồng cho 18 lao động địa phương. Thời gian đầu thì thực ra là hai vợ chồng mình cũng rất khó khăn, vốn liếng cũng chưa có, cũng được nhờ giúp đỡ của các ông bà trong hội làm, rồi dần dần thì cũng phát triển như ngày hôm nay. Tham gia vào cái câu lạc bộ hội liên thế hệ như này thì mình cảm thấy là trong hội là có tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Không chỉ tạo điều kiện cho các hội viên vay nguồn vốn ban đầu với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, câu lạc bộ còn thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những người cao tuổi, già yếu, neo đơn, như trường hợp bà Phạm Thị Thanh Trọng. Bà Trọng năm nay 68 tuổi, chỉ sống một mình. Gần 2 năm nay, bà bị ốm nặng, chân khó di chuyển, khiến mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng em trai, thì các hội viên trong câu lạc bộ cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, động viên bà Trọng cố gắng vượt qua bệnh tật. Khi có bác đến hỏi thăm giúp đỡ thì ấp nóng lắm. Tôi chỉ cần cái tình cảm thôi. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Duyên Yên đến nay đã có 59 thành viên từ 45 tới 74 tuổi. Câu lạc bộ đã thành lập được đội thể dục thể thao, đội văn nghệ nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi. Xây dựng được đội tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà gồm 6 thành viên đang nhận nhiệm vụ giúp đỡ cho 5 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tháng, câu lạc bộ tổ chức khám, theo dõi sức khỏe cho các thành viên, rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người cao tuổi và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Giúp đỡ các cái hội viên khó khăn ấy, là chúng tôi tập trung nhiều nhất. Như vừa rồi những cái trường hợp của bà Lê Thị Phàn ấy, sống độc thân. Thế khi bắt đầu lâm bệnh ung thư, hội viên phân công đến giúp đỡ chăm nom thường xuyên. Tối là các hội viên ở gần ở khu xóm này ta ngủ đấy, động viên. Từ cái chỗ đó thì tất cả những hội viên còn đang sinh hoạt. Thế rồi nhìn chung các cái câu bộ ngoài đấy, người ta thấy là cái hoạt động rất là tình nghĩa.
không những đối với lại cá nhân của các cái thành viên trong câu lạc bộ mà còn mang lại niềm tin cho nhân dân, cũng hỗ trợ về chính quyền trong nhiều vấn đề. Nói thụ như là trong các cái sinh hoạt về văn hóa, cùng chung tay để xây dựng cái nông thôn mới nâng cao. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.